À, thưa quý vị, bây giờ tiếp tục chương trình thì chúng ta trở lại với phần biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ với những giai điệu âm nhạc rất là dễ thương để gửi gắm đến tất cả quý vị trong một phần nhạc tối đêm nay. Xin mời quý vị bước vào sân khấu và chúng ta cùng gặp gỡ phần biểu diễn của ca sĩ diễn viên Quỳnh Bá Thanh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đầu tiên cho con Quỳnh Bá Thanh xin gửi lời chào kính sức khỏe toàn thể chư cô đức thanh ni cùng cộng đồng phật tử có mặt buổi tối hôm nay. Để chào thân thương và đồng nghiệp tiếp đạt. Và nhân mùa toàn thể con xin gửi đến một tập út của Thiên Quang Hải Thanh Tân đi tìm chân lý. Tâm chân pháp, tâm đồ thân đời an vui.
Có những người nghệ sĩ mà khi giới thiệu đến thì quý vị sẽ vỗ tay.